anh. Còn tiện không em, thì mình xin cập nhật bà con mấy câu hỏi như này ha. Thì để trước khi trả lời hỏi này, mình sẽ xả cập nhật nhiều bà con tin cho bà con, nhưng mà còn nhớ xem hết video nha. Thì rất nhiều bà con hỏi em là còn tiện không anh, còn tiện không em, thực sự là bên em sẽ luôn luôn tin dùng nha. Quan trọng là bà con có chấp nhận đi làm hay không, và cái nơi việc làm nó phù hợp con không. Ví dụ cặp vợ chồng đang ở Tân Nguyên thì không nào đi Tây Ninh được. Bây giờ bên tụi em á, cần là thông tin là mình nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, đang ở đâu, trình độ học vấn như thế nào càng tốt. Ví dụ như nam 35 tuổi không trình độ học vấn, có bằng căn cứ thôi, thì mình sẽ đi lên Tây Ninh. Mình lên Tây Ninh mình làm công ty thức ăn cho chó từ 16 tuổi tới 50 tuổi, công ty sản xuất thức ăn cho chó nha, 51, 52 cũng được. Còn trường hợp mình có bằng cấp thì nam 35 tuổi có bằng cấp 3, có bằng cấp 2, có lớp 10 đi, cùng lập công ty Sài Gòn test sản xuất camera điện thoại iPhone là tuyệt vời nhất. Còn thí dụ nữa là nếu như mà là nam, mình cũng là nam luôn, nhưng mà là nam hoặc nữ luôn, nhưng mà mình quá cái độ tuổi rồi thì làm gì, thì làm bảo vệ chứ không phải đọc viết. Còn thí dụ cũng là nữ đi, mà nữ bây giờ nữ là 40 tuổi, nữ mà dưới 40 tuổi thì mình làm công ty Yayaki hoặc là Furikawa, đó là hai công ty Nhật Bản đóng đầy đủ. Nên là bên em sẽ luôn luôn hỗ trợ công việc việc làm của bà con. Nếu bà con xem đến đây cảm thấy những gì mà em chia sẻ có ích, bà con đăng ký kênh, follow kênh giùm em, hiểu không? Rồi sau đó mình bà con mình có thể đến nhau những cái câu chuyện chia sẻ trong cuộc sống. Như em đang có cái mô hình bán bánh mì cà phê thì em bắt đầu chia sẻ cho bà con cuộc sống với bà con, hiểu không? Để cho mình cuộc sống mình ngày một tốt hơn và tốt đẹp hơn. Thì em cuối cùng chỉ mong là mang lại sự bình yên, quả mát cho bà con. Ha, cảm ơn bà con nha. Rồi chào bà con, chúc bà con bình an và hạnh phúc. Nếu cảm thấy hay nhớ đăng ký kênh em, theo dõi em và chia sẻ với em nha. Rồi chào bà con.